lại với kênh ITV Club Channel, và dưới ITV sẽ cùng làm bản tin chia sẻ với quý anh chị trong một cái ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024. Đây là bản tin 5 phút vào buổi chiều để chúng ta cũng tổng kết lại trong một cái phiên giao dịch của tuần ngày một cái tuần mới trong thị trường ngày hôm nay. Và đúng như chia sẻ với các bạn thì VN Index cũng đã tiến tới những cái vùng 11554.6, và trong cái phiên giao dịch thì ITP cũng đã chia sẻ với các bạn là sẽ có một cái biên giao dịch từ cái vùng 1148 đến cái vùng 1154.6, và các bạn cũng đã biết được là trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một cái từ lúc 11:45 cho đến 2:45 thì chúng ta đã nhận được những cái kết quả, nó đã đi đồng hành với chúng ta trong như trong kế hoạch mà chúng ta đã chia sẻ trong ngắn hạn. Và các bạn có thể thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để chúng ta tổng kết lại là cái phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên kết tuần, mà đây là một cái tuần mới của năm 2024, và dự ITP hy vọng rằng cái tuần mới của năm 2024 này đóng nền về một cái cây nến xanh rất là thuyết phục và ủng hộ cho chúng ta trong một cái quá trình đi lên để làm cho một cái, những cái mở đầu gọi là đầu xuôi thì đuôi lọt các bạn. Và khi mà vào những thời điểm bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là những cái cơ hội của thị trường trong ngày hôm nay nó cũng đã đóng nền xanh ở cái vùng 1154.68. Và dưới ITV trước đó thì có chia sẻ với các bạn là 1154.6 đúng không ạ? Thì nó cũng có sai số một chút xíu. Đấy. Và tăng 3.96 điểm với một cái khối lượng giao dịch là khoảng 801 triệu cổ phiếu, và tổng giá trị giao dịch đang là 16.218 tỷ. Và có một điểm trừ vào ngày hôm nay đó chính là khối ngoại vẫn tiếp tục bán với 422 tỷ đồng. Chúng ta sẽ đi đến với những cái diễn biến ở trong những cái tác động cái dòng tiền tác động đến VN Index trong ngày hôm nay, đó chính là cái nhóm cổ phiếu tăng thì đang có 221 mã tăng, nhóm của mã giảm là 267 mã giảm, số mã không đổi là 95 mã giảm. Và thật sự thì phải cảm ơn bạn Thu Hoài và những cái chia sẻ của GITP lại một lần nữa may mắn đã đúng vào con số 1154.6, chia sẻ với các bạn từ đầu phiên giao dịch, trước phiên giao dịch trong lúc mà đang ăn cơm vẫn chia sẻ với các bạn những con số đó rồi. Và thật là may mắn hôm nay lại là một cái tuần may mắn mà GITP lại chia sẻ với các bạn những cái cơ hội và đồng hành cùng với nhau trong thời gian sắp tới. Các bạn đang yêu quý GITP và những cái bản tin như vậy, các bạn hãy cho dưới một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh trong cái bản tin tổng hợp chứng khoán ngày hôm nay. Và các bạn có thể thấy được tác động tới VN Index trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy đến được sắc xanh đến từ cổ phiếu STB, cổ phiếu DIG tăng 2,45%, cổ phiếu SSI tăng 1,64%, cổ phiếu MBB tăng 1,99%, cổ phiếu đất xanh tăng hơn 1%, cổ phiếu SHB cũng tăng 0,87%, và cổ phiếu ACB cũng có những sắc xanh để chúng ta có cơ hội chốt lời. Và các bạn có thể thấy tác động tới VN Index thì có cổ phiếu BIDV, CTG, MBB, Vietcombank, GVR, STB, GAP và MWG đang những là những cái cổ phiếu đóng góp cho thị trường những sắc xanh. Về mặt điểm chỉ số thì các bạn thấy rằng nhóm VN30 vẫn là nhóm đang rất là tích cực và đóng góp cái bộ chỉ số tăng 4.77 điểm lên đến 1161 trong và đóng góp cho VN Index đã tăng là 3.96 điểm. Các bạn có thể thấy đây là những diễn biến và những diễn biến rất tích cực khi mà trong cái tuần đầu tiên giao dịch của năm 2024 thì những nhóm cổ phiếu trụ của nhóm VN30, tức là những nhóm cổ phiếu vua cũng đang đóng góp cho thị trường một cách gọi là rất tích cực. Khi mà nhóm cổ phiếu vua trở lại thì chỉ cần những đà tăng nhẹ và có những cái cổ phiếu vượt đỉnh sẽ mang lại cho các bạn những cái cơ hội, những nhà đầu tư có những cái những dòng tiền lớn đang nắm giữ các cái cổ phiếu VN30 sẽ có những cái cơ hội để chúng ta chờ đợi một cái năm 2024 thành công trong những lĩnh vực đầu tư, nhất là quý 1 của năm 2024 này. Và các bạn có thể thấy những cái tác động của khối ngoại thì khối ngoại hôm nay thì tập trung bán 419 tỷ, tuy nhiên là 226 tỷ ở nhóm chứng quyền của VND, bán VSM là 100 tỷ, mua lại Vietcombank 62 tỷ, bán Masan 49 tỷ, mua OCB, ASM, VPBank đang có tạo ra những cái đà tăng và cho trong cái thời gian sắp tới. Và các bạn có thể thấy là
Ở cái số tự doanh thì hiện tại thì chúng ta đang thấy đây là dữ liệu của ngày mùng 4 tháng 1, chúng ta chưa 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 thấy được là khối tự doanh thì hôm qua có mua MWG 102 tỷ, HPG 100 tỷ, FPT 63 tỷ, VHM 61 tỷ, STB 48 tỷ và OGC VIB là gần 30 tỷ. Đấy. Và các bạn có thể thấy thanh khoản ngày hôm nay cũng là một cái thanh khoản mà GITP chia sẻ với các bạn rằng đây là một những cái thanh khoản mà nhiều nhà đầu tư lo lắng và cũng đang có những cái sự rung lắc, cho nên cũng đang có những cái giai đoạn gọi là thăm dò. Cho nên là các bạn có thể thấy VN-Index đã có chỉ có tăng được 3.96 điểm, cho dù đã có sự hỗ trợ của nhóm VN30 là tăng 4.77 điểm. Các bạn có thể thấy được với một cái thanh khoản khoảng 16.000 tỷ, hơn 16.000 tỷ đồng, GITP vẫn đánh giá đây là những cái tín hiệu tích cực đến từ các cái nhóm ngành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới những cái các cái nhóm ngành chứng khoán mà chúng ta kỳ vọng trong cái thời gian vừa qua. Các bạn sẽ xem lại những cái nhóm ngành mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau. Thì các bạn có thể thấy là cuối phiên thì cổ phiếu SSI đã một lần nữa chinh phục cái vùng đỉnh ngắn hạn ở cái vùng 34, và giờ ITP cũng đã chia sẻ với các bạn rằng cái cơ hội của những cái cổ phiếu như SSI sẽ tăng đến cái vùng 37 và đến 50, và các bạn sẽ biết được cái giá SSI 37 là bèo bèo không? Cho nên là các bạn hãy có những cái mục tiêu khi các bạn đồng hành cùng với dự ITP ở những cái vùng và có những cái cơ hội chốt lời ở vùng 37. Khi các bạn đã biết được trước đó, dự ITP đã tham minh cho các bạn những cái cơ hội khi chúng ta về đến những cái vùng 25x đến 27 và một lần nữa gia tăng ở 30.9. Các bạn có thể thấy được đây là một những cái tín hiệu mà chúng ta có thể thấy là 1154.68, đó là lột phát rồi anh em ơi, đúng không ạ? Đó là những cái comment của bạn Vũ Tú đến từ động viên cho tất cả những anh chị em đã theo dõi livestream cùng với dưới ITP trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì sắc xanh đã lan tỏa đến các cái nhóm ngành của chứng khoán. Chỉ có một cái cổ phiếu mà xanh nhẹ, đó là 24.6 gọi là giảm 0.4% thôi. Thì còn lại thì các bạn thấy là có sắc xanh và giảm tham chiếu, và tăng mạnh nhất vẫn là cái nhóm cổ phiếu của SSI các bạn nhé, đang thu hút các cái dòng tiền. Và đây là sắp tới sẽ có một cái game gọi là game phát hành thêm, tăng vốn lên, và hiện tại đang là một cái bài toán, là một cái ẩn số cho rất nhiều nhà đầu tư có những sự kỳ vọng. Và trước đó dưới ITV cũng đã chia sẻ với các bạn là 96% game phát hành thêm của năm 2024 có cơ hội thành công rất là nhiều. Cho nên trước đó các bạn có thể thấy là cổ phiếu Shell cũng là mang lại những sự thành công. Mình tin rằng cổ phiếu HCM sắp tới cũng sẽ thành công, giống như cổ phiếu SSI cũng đã thành công khi mà trong năm 2022 khi nó đang gặp rất nhiều cái khó khăn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhóm bất động sản. Thì nhóm bất động sản thì chúng ta vẫn đang thấy những cái tín hiệu tích cực đến từ những cái nhóm cổ phiếu như DG, chúng ta cũng đang nắm giữ ở những cái vùng giá 17.7 và có quyền mua ở những cái vùng giá 12 phát hành thêm, và chúng ta cũng đang có những cái lợi nhuận của cổ phiếu đất xanh. Và hiện tại anh quý anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta vẫn chờ đợi những cái cơ hội đất xanh tích lũy và vượt cái vùng 20.2 các bạn nhé. Và một cái cổ phiếu khác mà GITB sẽ chia sẻ với các bạn đó là cổ phiếu như Shell. Cổ phiếu cũng đang có nằm trên một cái nền tích lũy ở xung quanh cái vùng là 22.2 cho đến 22.5, cho nên trên một cái vùng hỗ trợ, và mình tin rằng trong 7 phiên tới cổ phiếu Shell cũng sẽ vượt cái vùng 23.6 để tiến tới những cái vùng gọi là 24.8 trong thời gian sắp tới. Nếu các bạn nào đang cầm cổ phiếu Shell, các bạn đang có những sự nghi ngờ, các bạn hãy liên hệ với GITP để các bạn có cái cơ hội để các bạn nắm giữ được khi nào chúng ta nên bán, khi nào chúng ta nên nắm giữ, và chúng ta chờ trung hạn ở đâu để chúng ta tối đa hóa cái lợi nhuận các bạn nhé. Và một cái cổ phiếu khác mà trong ngày hôm nay GITP cũng đã chia sẻ các bạn là chốt lời, đó là cổ phiếu DPG. Khi mà cái cổ phiếu DPG thu hút dòng tiền lên quanh cái vùng 41 thì GITP cũng đã chia sẻ với các bạn là chốt lời với khi mà chúng ta đã khớp với cái giá 39.2. Tuy nhiên là cái việc lời của chúng ta cũng không được nhiều, nhưng GITP sẽ có gọn lại các cái danh mục để chúng ta chốt lời hết những cái cổ phiếu, và để chúng ta tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán trong thời gian sắp tới. Và đây là một những nhóm cổ phiếu mà trước khi diễn ra trong năm mới thì GITP đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần để chúng ta tập trung vào những nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ mang lại những lợi nhuận cho các bạn rất tốt trong cái thời gian sắp tới. Và bây giờ thì nếu các bạn còn có những cái cổ phiếu nào nữa thì các bạn hãy cùng comment với GITP để GITP chia sẻ với các bạn trong thời gian vừa qua các bạn nhé.
và một cái nhóm khác thì chúng ta sẽ đến với là cái nhóm thép. Thật ra thì các bạn có thể thấy nhóm thép cũng đã quay trở lại với trong phiên thì cũng đã có những lúc giảm đến 1%, có những rung lắc của sắc đỏ. Tuy nhiên là vừa cuối phiên đã có những cái lực cầu quay trở lại hỗ trợ và hấp thụ những cái lượng hàng cung ra. Với cổ phiếu như HSG thì chúng ta đang có giá vốn ở vùng 19 thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và chờ đến với vùng 24 chúng ta mới bắt đầu chốt lãi. Hay cổ phiếu HPG thì các bạn có thể thấy là đây là những cái vùng rung lắc của cổ phiếu HPG khi đang cần hấp thụ những cái lượng hàng trong trung hạn ở vùng giá 28x, và các bạn sẽ thấy được là nó đang cần có thời gian để hấp thụ các dòng tiền. Và nếu các bạn nào mua mới thì cổ phiếu HPG các bạn nên xem lên Google chọn rằng giữa ITP HPG, các bạn sẽ thấy được những cái điểm mua để các bạn mong chờ. Hay là cổ phiếu Nam Kim thì các bạn sẽ thấy đang trong một cái quá trình sideways tích lũy thôi, thì các bạn sẽ thấy đó là những cái vùng mà các bạn muốn mua thêm thì các bạn mua ở những vùng dưới, còn vùng trên này thì các bạn ưu tiên cho những bạn nắm giữ để tiến tới cái vùng 26 các bạn chốt lời. Còn cái vùng mua của các bạn thì đang nằm ở dưới quanh cái vùng 22 đến 22.8, đó là cái cơ hội khi mà các bạn có những cái cú rung lắc thì các bạn có mới có cơ hội tham gia mua các bạn nhé. Cái vị thế nó mới đẹp, mới có cơ hội để kiếm tiền. Và có những bạn đang thắc mắc về những cái cổ phiếu chứng khoán, ví dụ như ở AGR 16.4, 16.45 thì hôm nay cũng 16.4 và thứ hai hàng mới về, cho nên các bạn cũng hãy bình tĩnh. Mình tin rằng các bạn sẽ là những người có lời khi các bạn đồng hành cùng với giá ITP trong thời gian tới. Hãy cho giữa một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh trong cái bản tin tổng hợp 6 giờ giao dịch các bạn nhé. Và bây giờ thì giá ITP sẽ đến với các cái nhóm ngành bánh mà chúng ta cũng đang biết được rằng là trong cái thời gian khi giá ITP chia sẻ với các bạn chốt lời 50% cổ phiếu ACB ở cái vùng là 25.4. Và các bạn có thể thấy được là cổ phiếu ACB cũng đã đạt được cái mức giá cao nhất trong phiên ATC, và các bạn cũng đã có chốt lời từ 12.9 đến 13% khi các bạn tham gia cùng đồng hành cùng với giá ITP. Và để chúng ta đưa cái mức giá của giá vốn của cổ phiếu ACB về những quanh những vùng 20 thì lúc đó thì các bạn sẽ thấy được là những cái cơ hội 20-20.5 thì chúng ta sẽ đạt được những cái vị thế để chúng ta nắm giữ cho đến vùng 30. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điểm mà chúng ta cover lại hàng để chúng ta tiếp tục nắm giữ sau khi chốt lời những vùng giá xanh 50%. Và một cái thông tin nữa đó là ngày hôm nay thì các bạn cũng đã, khi các bạn đồng hành cùng với ITP thì đều biết được là có một cái điểm mua của cổ phiếu TP Bank. Chúng ta cũng đã tham gia cái cổ phiếu TP Bank ở những cái vùng hỗ trợ, thì các bạn sẽ thấy rằng là đúng đã có những cái sắc xanh ở trên tài khoản của các bạn khi các bạn bắt đầu mua cổ phiếu TP Bank. Và một cái cổ phiếu nữa mà chúng ta cũng sẽ lưu ý đó là cổ phiếu đang vượt đỉnh rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, đó là cổ phiếu BID. Và dự án ITP sẽ quan tâm và làm video để chia sẻ với các bạn cổ phiếu BID sẽ là những cái cổ phiếu đang đóng góp cho đà tăng của VN-Index trong thời gian sắp tới. Và một cái cổ phiếu khác của chúng ta đó là cổ phiếu MBB. Khi các bạn đã tham gia cùng với dự án ITP ở những vùng 17x, 18 thì chúng ta vẫn đang tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu như vậy, đang hấp thụ cái lượng hàng cung khá tốt. Và một cái cổ phiếu mà CTG giữa ITP cũng đã chia sẻ với các bạn trong cái thời gian vừa qua, thì cổ phiếu CTG cho dù các bạn nhìn lại trong một năm khi các bạn đã tham gia với giữa ITP ở dưới vùng 28x thì 27x 28 ấy, thì các bạn đã có một cái quá trình nhận được cổ tức, nhận được tiền và nhận được về giá, thì các bạn sẽ có một cái gói combo có những cái lợi nhuận. Thì đây là những cái cổ phiếu mà đã dành cho những nhà đầu tư trong vòng một năm qua, và các bạn đã có sự kiên trì, các bạn đã có những cái lợi nhuận và rất là tốt, và đưa lại những cái lợi nhuận khoản lợi nhuận với những cái số vốn lớn hơn ở những nhóm cổ phiếu VN30 mà dự án ITP đã chia sẻ cùng với các bạn. Và ở nhóm cổ phiếu đầu tư công thì các bạn có thể thấy là với những cái sắc xanh quay trở lại với những cái cổ phiếu như FCN thì chúng ta vẫn là chờ đợi những pha tích lũy và bùng nổ lên ở những cái vùng 15.3 để chúng ta có cái cơ hội chốt lời. Hay là cổ phiếu KHB thì giá ITP cũng đã chia sẻ với các bạn chốt lời những vùng đỉnh quanh cái vùng 29 rồi, nên là các bạn cũng không phải quá lo lắng vào những thời điểm này. Đấy, và chúng ta chờ những cái cơ hội để chúng ta mua lại phía sau thôi các bạn. Và nhóm dầu khí thì đi tới nhóm dầu khí thì các bạn có thể thấy là nhóm dầu khí thì cũng chỉ có những cái sắc đỏ nhẹ thôi ở cổ phiếu PVS và PVD. PVS thì chúng ta vẫn đang còn 50% và tiếp tục nắm giữ và chờ đợi những cái cơ hội nó bùng lên ở quanh cái vùng 40 thì chúng ta chốt lời hết tất cả. Còn ở những cổ phiếu như Đạm Cà Mau thì hàng cũng đã về và chúng ta cũng đang có những sắc xanh ở trên tài khoản,
các bạn vẫn tiếp tục nắm giữ, và mình tin rằng trong vòng 3 phiên nữa cổ phiếu Đạm Cà Mau cũng sẽ có những pha bứt tốc lên đến những vùng 36 37 cho các bạn chốt lời các bạn nhé. Và bây giờ thì nhóm bán lẻ thì các bạn thấy rằng là cổ phiếu Hữu thì cũng đã gặp những cái vùng kháng cự đang tích lũy trở lại quanh cái vùng 25 đến 25.5. Đây là một cái tín hiệu tích cực. Và trước đó thì cổ phiếu MWG thì những lúc chia sẻ với các bạn là vùng 37x, đó là nơi mà các bạn có thể tham gia những cái cổ phiếu như MWG. Và khi lên đến vùng này thì các bạn đã có biên lợi nhuận hơn 15% và các bạn sẽ chờ đợi những cái cơ hội chốt lời ở cái vùng 46.45 các bạn nhé. Hay là cổ phiếu DGW các bạn sẽ nắm giữ và các bạn sẽ có cái cơ hội chốt lời quanh 57.958. Đó là những cái cơ hội, những cái chia sẻ của GITP cho các bạn trong cái thời gian sắp vừa qua. Và các bạn cũng có thể thấy một cái cổ phiếu VHC khi mà chúng ta tham gia mua ngày hôm qua ở những cái vùng giá 63, 64, 64 trở xuống đúng không ạ? 63.5 đến 63, 64 thì các bạn ngày hôm nay cũng đã có một cái đà tăng là 4,8%, 4.08%. Đây là một cái tín hiệu tích cực cho những bạn đã đồng hành cùng với GITP trong trong phiên ngày hôm qua để chúng ta có những cái cơ hội mua, và chúng ta thấy rằng là trong tuần tới chúng ta có những cái cơ hội chốt lời trong ngắn hạn những cái cổ phiếu của thủy sản Vĩnh Hoàn. Và một lần nữa khi mà GITP tham gia cùng với các đồng hành với các bạn thì các bạn hãy cho dưới những lượt like để dưới tiếp tục làm các cái bản tin tổng hợp thị trường để hỗ trợ cho các bạn trong cái thời gian sắp tới. Và trước khi chúng ta quay trở lại với VN-Index trong tuần tới thì chúng ta cũng sẽ thấy được một cái sự thật, đó là gì? VN-Index đang cố gắng xoay quanh một cái trục, đó là cái vùng đỉnh của chúng ta đang là 1160, 1161 thì các bạn có thể thấy là nó đang trong khung H1 thì nó đang tiệm cận ở những quanh cái vùng là 1153, 1144, đó là vùng khách sạn hút giá về cái vùng 1144. Những vùng cân bằng sau những cái đà tăng thì hai cái kiếm nó đã tách ra và đang tạo ra một những cái đà hãm lại của thị trường. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy được là cái độ hưng phấn của thị trường đến tại thời điểm bây giờ của các nhà đầu tư đã thể hiện quá là cái khối lượng giao dịch cũng đang thấp hơn, và cái dòng tiền đang thử thách các nhà đầu tư FOMO liệu rằng các nhà đầu tư có cắt lỗ ngay bẹn hay không thì các bạn sẽ chờ đợi thêm. Và hiện tại thì khách sạn Ichimoku Thịnh Phát nó sẽ có những cái vùng cân bằng về quanh cái vùng 1121, 1137, đó là những cái vùng mà các bạn sẽ thấy được những cái điểm hỗ trợ để chúng ta có cơ hội chúng ta mua gia tăng cổ phiếu sau khi đã có những cái động thái chốt lời trong ngắn hạn một số mã cổ phiếu. Và bây giờ thì chuyển sang phái sinh trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nhận được những cái góc nhìn, góc chia sẻ của GITP về những ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy là trong ngày hôm qua thì có những cái lệnh sọt ở những vùng 1166 đã chia sẻ với các bạn, và ngày hôm nay cũng đã có những cái thời điểm chốt lời quanh cái vùng 1155. Và các bạn cũng có thể thấy trong một cái biên sai gây tích lũy thì chỉ số chứng khoán phái sinh cũng đã quay trở lại cái vùng 1166, sau khi chúng ta chốt lời rồi thì nó lại quay trở lại những cái vùng này. Thì đây là những cái vùng mà GITP đã chia sẻ với các bạn ở trong phiên, từ cái vùng là 1154 cho đến cái vùng 1162.6, và cuối phiên trong phiên ATC thì nó có kéo lên 1166. Các bạn yên tâm rằng là với khách sạn Ichimoku Thịnh Phát cũng đã bắt đầu mở tách kiếm và mở ra hút giá về cái vùng 1148.8, và nếu mà nó không vượt được cái đỉnh là 1172 thì các bạn sẽ thấy những cái vùng khách sạn thì tiếp tục mở ra hút càng mạnh vào trong tuần tới các bạn nhé. Trong một tuần tới thì các bạn sẽ thấy được những cái nỗ lực của thị trường trong cái phiên cuối tuần này, nó sẽ là những cái nỗ lực mà các bạn sẽ thấy đấy là những cái dòng tiền mới đã bắt đầu tham gia vào thị trường. Và một lần nữa GITP đã chia sẻ với các bạn trong cái bản tin tổng hợp thị trường, nếu các bạn yêu thích những cái phong cách, những cái chia sẻ của GITP về những con số, ví dụ hôm nay VN Index sẽ đóng cửa ở cái vùng 1154.6 thì các bạn hãy liên hệ với GITP qua số điện thoại 0708245247, đồng thời có thể liên hệ với các trợ lý của GITP để mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI hay là VPS, hoặc là các bạn cũng chỉ cần 30 giây để các bạn chuyển ID nếu các bạn đang là có tài khoản tại công ty chứng khoán SI hay là VPS rồi các bạn nhé. Và một lần nữa chúc các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.